Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về phương pháp mà mình lựa chọn cho bé nhà mình ăn dặm. Đó chính là phương pháp Baby Led Weaning, viết tắt là BLW. Tên tiếng Việt là ăn dặm bé chỉ huy. Mình sẽ minh họa bằng những cái video mà con mình ăn dặm trong ngày đầu tiên và ngày thứ 10 ở phía sau của cái video này. Bây giờ chúng ta sẽ đi một cách rất là nhanh về cái phương pháp này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đây là phương pháp ăn dặm như thế nào. Đây là phương pháp bé tự ăn, ăn bắp bằng tay, và lớn hơn thì bé sẽ học cách dùng thìa, dùng đĩa để ăn. Bé tự khám phá đồ ăn, mùi vị, màu sắc, cấu trúc thức ăn. Bé tự xử lý đồ ăn, cắn nhỏ, nhai, nghiền nát, nuốt đồ ăn. Và không có thức ăn nhuyễn hoặc ít khi có thức ăn nhuyễn, không có người lớn đút cho bé, không ép ăn, không ăn rong, không xem tivi, không chơi khi ăn. Đặc biệt dưới 1 tuổi, ăn dặm là khám phá và dinh dưỡng chính của bé vẫn là sữa. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta nên bắt đầu khi nào? Thì theo như những cái thông tin mình được biết thì chúng ta nên bắt đầu khi bé được 6 tháng. Trước 6 tháng thì bé nên bú sữa mẹ hoàn toàn. Tại sao phải đợi đến 6 tháng? Thì bởi vì là từ khi bé sinh ra tới khoảng 6 tháng, bé ăn sữa mẹ hoàn toàn. Vì sữa mẹ là thức ăn tự nhiên nhất và giàu dinh dưỡng nhất. Quan trọng hơn cả là sữa mẹ là thức ăn phù hợp cho bé, vì sữa sẽ tiêu hóa được trực tiếp từ ruột mà không cần thêm men tiêu hóa trong cơ thể bé tiết ra. Bé chỉ cần ăn và ruột đắm nốt cái phần còn lại. Khi bé được 6 tháng tuổi, hệ thống tiêu hóa của bé gồm dạ dày, gan, mật tụy và tuyến đục bọt hoàn thiện để sẵn sàng cho những cái thức ăn đặc rắn mà bé sẽ ăn. Ăn thô có hại cho dạ dày không? Ăn thô không hại cho dạ dày mà còn giúp cho dạ dày và ruột của bé. Thứ nhất, việc làm nhỏ thức ăn là ở miệng chứ không phải ở dạ dày. Dạ dày chủ yếu là co bóp nhào trộn thức ăn với dịch tiêu hóa do gan mật tụy tiết ra. Việc bé nhai sẽ làm cái tuyến nước bọt tiết ra dịch vị, cũng là một loại men tham gia vào quá trình tiêu hóa. Khi ăn thô thì bé phải nhai, vừa làm nhỏ thức ăn vừa trộn dịch vị vào thức ăn. Khi thức ăn đến dạ dày thì sẽ được trộn thêm dịch tiêu hóa từ gan mật tụy, cuối cùng thức ăn được lên men, phân hủy thành dạng lỏng để thẩm thấu qua thành ruột. Việc các mẹ nghĩ rằng con ăn lỏng hoặc nhuyễn là giúp cho con tiêu hóa dễ dàng hơn, nhưng thực tế lại làm cho ruột quá tải khi thức ăn không được trộn men tiêu hóa. Thức ăn nhuyễn, bé chỉ cần nuốt là đã thiếu đi dịch vị rồi. Khi đến dạ dày không cần co bóp nhiều nữa, thì cũng làm giảm cái lượng dịch tiêu hóa được trộn vào thức ăn. Nếu việc này xảy ra trong một thời gian dài, thì các tuyến tiết dịch trong cơ thể sẽ không còn tiết ra dịch nữa, dẫn đến hiện tượng chán ăn. Bé chán ăn, mẹ lại cho uống men tiêu hóa, và nếu dừng uống thì bé sẽ lại chán ăn. Nó cứ như một vòng luẩn quẩn vậy. Thứ hai là dưới 1 tuổi, sữa vẫn là cái nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Ăn dặm chỉ là tập cho bé làm quen với thực phẩm và độ thô. Tại sao lại như vậy? Bởi vì dưới 1 tuổi các bé chưa cần nhiều năng lượng, vì đa số các bé chưa biết đi ở cái giai đoạn này. Sữa vẫn cung cấp đủ năng lượng cho bé, đồng thời sữa cũng dễ tiêu hóa. Giai đoạn này thực tế là giai đoạn tập dượt cho dạ dày cũng như hệ tiêu hóa của bé, tập tiêu hóa thức ăn. Khi mà hệ tiêu hóa của bé đã qua rèn luyện, thì việc sau 1 tuổi bé ăn với lượng nhiều hơn, dinh dưỡng từ thực phẩm ăn dặm là chính, cũng không làm cho hệ tiêu hóa của bé làm việc quá tải. Một hệ tiêu hóa được rèn luyện thì sẽ khỏe mạnh và sẵn sàng để tiêu hóa cả những thứ khó tiêu nhất. Sau đây mời các bạn xem bữa ăn dặm đầu tiên của con mình. Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại là ngày 8 tháng 6 năm 2020, hôm nay thứ hai. Nhưng mà mình được ở nhà. Đây là bữa ăn đầu tiên của bé ăn. Bữa ăn gồm có 2 miếng cà rốt và 3 miếng súp lơ xanh. Bé ơi, bé ăn, nhìn này. Bé ăn vừa lấy rất là tò mò và cứ nhìn đồ ăn, mà giờ thì lại nhìn sang camera. Và sau đây chúng ta sẽ mời Ben ăn.
Ben sẵn sàng chưa con? Rồi, ok. Nụ cười của Ben chính là thể hiện Ben sẵn sàng. Xin mời Ben. Đây là bữa ăn đầu tiên của Ben, có thể nói là kết thúc và thành công. Ben vừa ăn được vừa được bố xem rất vui, vừa ăn vừa cười nha, vui quá nha Ben nha. Ben này đã tập ăn, đã cho đồ ăn vào miệng và tập nhai rồi đấy. Hi.